Anh chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên các bác một con máy giặt Panasonic VX9800, là một trong những cái dòng mã cao cấp nhất hiện tại bây giờ. Thì lên 2021-22 thì nó vẫn là dùng nguyên cái form này thôi. Nó chỉ thay đổi cái má ở trên cái bàn mặt bàn phím thôi. Còn toàn bộ thì chức năng thì vẫn cứ như vậy, chưa có thay đổi gì cả. Đấy, con này của em được sản xuất 2018, máy giặt 11 cân, sấy 6 cân, có la lỗi công nghệ Happy Full, công nghệ sấy toàn hoàn nóng bằng sấy lốc. Đấy, màu này thì gọi là màu mắm tôm hay còn gọi là màu hường. Màu này thì rất nhiều các bác với các chị thích vì màu này nó bền màu. Và màu này cũng là một trong những màu đắt nhất của dòng máy giặt VX cảm ứng, là màu mã màu đắt nhất rồi. Đấy, con này của em zin 100%, chưa đố một hạt sơn ta nào. Nếu bác nào phát hiện ra mà em đố một hạt sơn ta đây, em tặng cả cái máy này cho các bác luôn. Đấy, nếu phát hiện ra đánh dê giáp hay phun bóng thì em cũng tặng cả cái máy này luôn. Đấy, rất là may mắn và mua được một con cực đẹp luôn. Đấy, em quay trước sau đây, vách thẳng căng luôn. Đấy, vách thẳng căng luôn. Đấy, em quay vách trước vách sau nhá, và sẽ quay vào tem đằng sau đây. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, chỗ này thì nó bị dính xốp, xốp nó bọc nó dính với đây. Đấy, những cái xốp xanh cạo ra thì nó xước mất tôn, cho nên là vẫn để nguyên tấm xốp đấy. Đấy, vách hồi đây, cực đẹp luôn. Đấy, em quay cho các anh nhìn này, hai bên em quay luôn, cực đẹp luôn. Nhựa em bao bác không vỡ một phân, không đi một tấc luôn. Đấy, cực đẹp luôn, kể cả những cái viền này, gioăng bên trong này, lồng bao cực sáng luôn. Chất con này thì không bao giờ phải bạc. Đấy, mặt là mặt màu lâu. Đấy, mặt lâu, vân này là vân sọc kiểu thay nhôm. Đấy, có kết nối wifi. Đấy, má đây LAVX9800 đắt 2018, giặt 11 cân, sấy 6 cân. Đấy, chân bệ đẹp chấm mét luôn. Con này thì không có gì phải bàn. Còn cái vết cấn mờ thì không thể tránh được. Nếu như mắt thường thì ở ngoài đời thì khó nhìn lắm. Đấy, nó hơi cần cấn thôi. Còn lại thì tổng thể chất máy thì cực đẹp luôn. Đấy, em vào em test máy luôn. Đấy, tắt là bật là. Đấy, màn hình chào này, tem ni lông màn hình chưa bóc này. Đấy, đây, tất cả cảm ứng đều nhạy nhá. Đấy, đều ok hết luôn. Con này thì bọn em sẽ cài giờ cho bác rất tần tật luôn. Đấy, con này thì có chế độ giặt thường này, giặt sấy này, sấy không này. Đặc biệt có chế độ khử la lũy, dùng cho bác nào mà cần đi ăn tiệc gấp mà quần áo để trong tủ lâu ngày nó hôi thì có trò đây cho nó sấy la lũy thì nó diệt khuẩn luôn, thì khoảng tầm 10-15 phút rồi là quần áo thơm bóng luôn. Đấy, đặc biệt là bác nào bị hôi chân mà giày nó hôi đấy thì cho đây xả la lũy này rất là tốt luôn. Đấy, con này thì em bảo rồi, cấp sản phẩm động đời này thì cấp sản phẩm động thì nó quá ok rồi. Đấy, cấp quá ok luôn. Đấy, có chỉnh tăng giảm chế độ cấp sản phẩm ở đây nhé. Đấy, các bác thích chỉnh nhiều hay chỉnh ít thì tùy mình. Đấy, lượng nước bơm đây, mình thích bơm bao nhiêu thì tùy mình. Cơm pho đây, đấy, mình thích bơm bao nhiêu là tùy mình. Đấy, có chỉnh cả số bơm nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, full công nghệ luôn, mà giá thì lại rất bình dân luôn. À, em cũng còn những chiếc máy giặt cuối cùng ở nhà em của năm 2023 rồi. Đấy, cũng không còn máy về nữa rồi. Đây là những con cuối cùng của nhà em rồi. Và những cái con này em sẽ bán lấy vía lấy may. Đấy, các bác có thể đi tham khảo giá thoải mái luôn. Đấy, máy em bao được bác này đã thay bi này. Đấy, cam kết thay bi, các bác check thợ thoải mái. Nếu như mà chưa thay bi, chưa thay phốt mới, chưa thay phốt zin, em tặng cả con máy cho các bác. Đấy, toàn bộ máy thì em Lâm đã chống ồn rồi. Đấy, chống ồn để hỗ trợ nó không bị rung lắc rồi. Đấy, nó giảm bớt đi rồi. Đấy, dây cô roi em thay mới, các bác cũng bao thầy thợ trách thoải mái luôn. Đấy, mạch em bao zin từng mỗi hàn một. Đấy, toàn bộ lối lặn vặt của máy em xử lý cho các bác rồi. Đấy, các bác phải yên tâm là sẵn dùng thôi. Tất cả cảm biến hay là lối lặn vặt của ba la thì em đã xử lý rồi, nên các bác yên tâm về mua về là sẵn dùng thôi. Đấy, trước này thì em bán các bác với một mức giá cực bình dân luôn. Trước này em bán giá là 19.500.000. 19.500.000 là chưa bao gồm đổi nguồn, chưa bao gồm phí ship. Máy em bao test bao chạy 10 ngày. Đấy, đúng giá thợ luôn, các bác đi mua giá thợ không thể mua được con máy mà dọn dẹp rồi. Đồ đập vào vài triệu tiền đồ vào cái nhà rồi. Đấy, mà giá chỉ có 19.500.000 thôi. Đấy, bác nào thích mua bảo hành 1 năm ở nhà em, giá là 24.500.000. Đấy, các bác thích mua giá nào thì mua. Đấy, tùy các bác. Đấy, lấy vía lấy may cuối năm, giá này thì không thể mua được rẻ hơn nữa rồi. Đấy, mà tìm được những một màu này thì em nói các bác cực hiếm luôn. Bác nào chơi máy giặt thì biết rồi, riêng cái màu này là màu cực hiếm luôn.
có khi nó xác suất nó rơi hàng trăm con nhưng chưa chắc chất là nó đã rơi được một hai con màu như thế này. Đấy, viên này là viên đổi màu nhá, màu này là màu lâu đổi màu, nhưng mỗi một góc sáng thì nó sẽ ra một màu khác nhau, khi vào góc tối ấy, thì lại ra màu lâu đấy, khi vào góc sáng thì lại ra màu phớt đỏ ánh tím, nói chung là cực đẹp luôn, cực phẩm luôn. Cái này cửa mở phải nhá, đấy cửa này mở phải này thì rất thích hợp ở Việt Nam mình, gioăng chỉ cửa nhất này, nét 100% luôn. Đây má trước bây giờ che lại đấy, nét 100% luôn, nói chung là không có gì mà chê, con này không có điểm chết luôn đấy. Từ các cái viền này là không hề bị xước sát, tất cả là bóng xoay gương được luôn, chưa đố một hạt gala hạt trong này. Bác nào mà gọi thầy thợ trách mà dắp đánh bóng em tắt cả cái máy luôn, con này zin toàn tập luôn, quả là một siêu phẩm luôn. Đấy, cho bác nào mà thích dòng ba la với x mà dòng đời cao này, dòng này thì bác nào mà già thì không biết dùng thì chỉ dùng cần dùng 4 cái phím trên thì thôi, còn không nữa thì cần chỉ cần ấn nút bật và nút khởi động là xong, vì là tự động máy nó đã lưu rồi. Đấy, lên rồi có ấn nút phím này là xong, có thế thôi, không cần phải làm cái gì nữa. Có đun nước nóng nhá, con này thì có đun nước nóng rồi. Đấy, nước nóng rồi đó thì đun rồi giặt nó cho tầm 4 cân quần áo thôi nhá, không giặt được nhiều đâu, riêng nước nóng ấy. Đấy, bác nào kết trước này thì alo cho em nhá, 0975 360 433, dưới là 0377996066. Kênh em là kênh hàng Nhật Bá Thanh Lâm. Đấy, em chào các bác nhá. Đấy, bác nào may mắn mua được chiếc này, duy nhất còn một chiếc thôi. Đấy, bán nhanh dọn nhà chuẩn bị ăn Tết.